Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Ở trên bàn mình đang có ba cái cụm máy giấy, mình đang vệ sinh lại con máy 2025 để chạy lên đối với cây 1. Thì khi mà chạy lên thì nó hay bị kẹt cháy ở nửa tờ giấy của cái giữa cái cụm lấy giấy ha. Thì mình mở ra mình vệ sinh đối với những cái bộ phận lấy giấy như thế này thì lâu ngày, nói chung là chạy rất là lâu thì nó mới có hiện tượng đó. Còn một số cái chủ yếu nữa kẹt giấy là do cái bộ phận cụm cái bộ cao su lấy giấy này. Thì bộ cao su lấy giấy này thì các anh chị chỉ cần mở ra thôi, các anh chị vệ sinh lấy cồn, chúng ta vệ sinh lại, chúng ta sạch sẽ lại là chạy được. Nếu chúng ta kiểm tra mà nó không có bị khuyết hay là bị gì đó thì chúng ta cứ để lại chúng ta chạy, còn nếu bị khuyết rồi thì chúng ta sẽ mua về chúng ta thay, chứ không thôi là tình trạng nó sẽ bị gấp giấy 2-3 tờ giấy lên một lần ha. Thì đối với cái này thì vệ sinh, cái thứ nhất là vệ sinh là các anh chị phải xịt bụi hết tất cả các bộ phận của cái giấy này. Và cái thứ hai, các anh chị thấy bây giờ trên này rất là dơ ha, bụi dơ. Ở đây là cái con nhông một chiều này, đây là con nhông một chiều. Thì chúng ta nếu mà con nhông một chiều này các anh chị tháo ra thì các anh chị phải dùng xăng, các anh chị ngâm. Tại vì trong quá trình chạy lâu các anh chị biết là thứ nhất là cái bụi giấy nó rất là mịn ha, thì nó sẽ len lỏi vào trong những cái con nhông một chiều này, nó sẽ làm gây cái cản trở, giống như là nó không có được trơn tru, thì nó sẽ khi nó xoay nó sẽ bị khẩn, là nó làm cho cái lù lù nó không bắt giấy được. Do đó là chúng ta sẽ vệ sinh nó luôn. Và khi vào vệ sinh thì chúng ta sẽ vệ sinh nguyên cái bộ nhông, chúng ta sẽ tháo nguyên cái bộ nhông này thôi, chứ lại cái nhông của bộ phận cái nhông một chiều của cái con nhông trung, tức là cái con nhông giữa này ha. Chúng ta có bộ phận, chúng ta có ba con nhông, đây là con nhông là lấy nè, một nhông lẫy, đây là nhông trung nè, chúng ta đưa vào. Thì ở đây nó có một cây sắt dài nè, đây là con nhông một chiều mình hay nói đó. Thì mình mới vừa anh Hiếu tư vấn cách mà mở và để sửa này, thì anh Hiếu nói là chúng ta sẽ mở vui cụm ra ha, và cái con nhông này chúng ta sẽ ngâm xăng ha. Các anh chị ngâm xăng khoảng 30 phút, sau đó là các anh chị xịt, chúng ta rửa. Và chúng ta nếu mà tốt nhất mà các anh chị mà có cái máy xịt hơi á, cái máy bơm xe và cái máy xịt hơi đó, các anh chị xịt thì nó sẽ hiệu quả hơn là cái máy thổi. Tại vì cái máy đó nó xịt rất là sạch sẽ, nó xịt rất là mạnh ha. Còn nếu không có thì nếu mà các anh chị nào ở gần cái tiệm sửa xe đó thì các anh chị ra, các anh chị mua xịt, mượn xịt, rồi chúng ta sẽ trả lại tiền điện để nó bơm hơi rồi cho thử xe ha. Mà nếu mà thử xe quen thì càng tốt đó. Thì các anh chị thấy lâu ngày ha, nó bụi. Ở bên đây nó có con nhông, tuy nhiên ở trên đây nó, các anh chị sẽ thấy nó có hai con sensor, nó giống như mắt độc. Đây là con mắt độc ha, đây nó có con sensor. Và phía dưới đây nó có một con mắt độc nữa, đây nó có một con sensor luôn. Do đó các anh chị khi mà vệ sinh thì các anh chị vệ sinh luôn cái con sensor này ha. Nếu mà nó lâu ngày nó dơ quá thì nó sẽ thấy một cái dải màu trắng, là nó tưởng là giấy, nó sẽ gây báo kẹt liền ha. Do đó là chúng ta nên vệ sinh, để lâu ngày thì bụi nó sẽ bám, nó sẽ nó giống như nó bị che bớt một cái mờn bụi á, nó cứ hiểu là cái đó là cái giấy nó đang nằm ở đó, nó sẽ nó báo kẹt. Do đó là bây giờ mình sẽ xịt hết bụi và tháo này ra nha. Rồi sau khi chúng ta xịt bụi xong, chúng ta sẽ giải quyết từng phần ha. Ở đây có thêm một con sensor nữa nha tất cả các anh chị ha. Do đó chúng ta vệ sinh nè, một con nè, hai con nè, ba con nè ha. Thì chúng ta lấy cái khăn á, chúng ta lau mấy con sensor cũng được. Cái này thì các anh chị dễ thôi. Còn bây giờ để mở phần này, chúng ta sẽ tháo sợi dây điện này trước này. Cái sợi dây điện này là cái sợi dây điện nó báo sensor của cái con bộ phận này ha. Cái bộ phận con nhông trung gian á, nhông giữa á. Lấy này ra này. Cái này cứ để qua một bên đây, rồi sau đó chúng ta sẽ mở một ngóc này. Nói thiệt với các bạn luôn, đây là lần đầu tiên mình mở cái này ra.
cái lúc trước mình cũng không biết đường mở đâu. Những cái nào mà hơi khó khăn lắm thì mình hay điện cho anh Hiếu là anh sẽ chỉ cho mình về kỹ thuật, anh sẽ tư vấn thêm cho mình về kỹ thuật ha. Thì do đó cái gì chúng ta phải mạnh dạn thôi. Lúc đầu mình cũng vậy, mình cũng không có dám mở máy ra sửa, nhưng mà chạy một thời gian rồi, thứ nhất là khi mà kêu thở nó rất là khó khăn. Khó khăn gì? Thứ nhất là chờ nó rất là lâu, nó không có đáp ứng được công việc của mình. Và ví dụ như trong thời gian rảnh á, mình muốn sửa máy mà mình không biết sửa thì chúng ta sẽ làm không có được. Do đó mình sẽ tự mạnh dạn thôi, sau đó chúng ta mở ra và chúng ta sẽ lấy cái bộ phận này ra ha. Con sẽ cắm cái này ra, cái bộ phận này ra. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là nó có cái cao su, nó có cái cao su này. Đây các anh chị đã thấy là nó có 1 nhông, 2 nhông, 3 nhông, 4 nhông, 5 nhông. Và bây giờ chúng ta sẽ mở từng cái ra. Bây giờ ở đây thì nó có cái sợi dây nè. Chúng ta sẽ mở sợi dây này ra. Đây sợi dây của rơ. Và đây có con nhông này, trong đây nó cũng có bạc đàn. Thì các anh chị coi thử nha. Nhưng mà mình sẽ sử dụng nhông bằng xăng. Nếu mà các anh chị xoay về các anh chị thấy khựng, tức là nó đang bị bụi ở trong này nè, cho đó phải ngâm bằng xăng thôi. Mình ngâm xăng cho nó tan cái bụi ra ha, bụi bớt ra. Ở đây có con nhông thì mình sẽ, nó có cái khắc này, mình dỡ khắc này lên, mình lấy ra. Đây, trong này nó có con nhông, cái bình bạc đạn này. Nên mình nghĩ cái chỗ này nếu mà để lâu ngày thì các đèn phải mở ra, các anh chị vệ sinh thôi. Các anh chị lấy cái chốt này ra nha. Cho đây nè, chúng ta lấy cái chốt này ra. Chúng ta rút cái này ra. Trong đây nó cũng có cái, trong mấy cái nhông này nó đều có cái bạc đạn hết. Thì lâu ngày nó bụi, nó chắc chắn nó sẽ làm cho cái nhông á, nó không có trơn tru được, nó sẽ hoạt động không tốt. Do đó thì nó sẽ lấy giấy, sẽ lúc này lúc kia. Nhông này thì nó cái khuy của nó hơi nhỏ, các anh chị lấy cẩn thận để nó mất cái khuy. Cái khuy này nó nhỏ, đôi khi mình không cần thì không có. Rồi, trong đây nó cũng có một cái bạc đạn này. Rồi, chúng ta rút cái bạc đạn. Các anh chị coi những cái nhông nào mà nó có bạc đạn thì chúng ta ngâm ha. Tại đây nó có một số cái nhông nó sẽ không có cái bạc đạn. Thì do đó chúng ta sẽ không cần ngâm cái con nhông này. Cái con nhông nào mà các anh chị kiểm tra thấy nó có cái bạc đạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bộ phận của cái con nhông chung này ra. Nói chung lần đầu tiên mở thì nó cũng ok. Bây giờ mình sẽ mở hai ngóc này. Đây nè, cái đây nó có hai ngóc này. Hai ngóc này. Rồi hai con ốc này. Rồi hai con ốc này. Rồi bây giờ trước tiên chúng ta sẽ mở con ốc tại dưới ốc này. Để mở ốc này chúng ta mở cái dây lò xo này ra ha. Không cần, chúng ta sẽ để vậy luôn. Các anh chị nên nhớ là các anh chị làm gì, các anh chị chụp hình lại giùm mình cái nha, để khi mà trong quá trình mình ráp lại á, là mình có những cái vấn đề gì mà mình không ấy thì có thể mình coi hình. Chúng ta sẽ mở hai con ốc phía bên hông này nữa. Trước khi làm gì chúng các bạn sẽ quan sát, các bạn quan sát coi thử là những cái nào nó liên quan với nhau. Mình lấy thử ha. Đây. Bây giờ mình lấy ra, mình gỡ này ra được nha. Đây là mình gỡ ra được nè. Nhưng mà bây giờ nó còn có một cái gì bên đây nữa. Nguyên cái cụm này đây, bây giờ mình sẽ dỡ lên, mình lấy nguyên cái cụm này ra này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dỡ lên, chúng ta sẽ lấy nguyên cái cụm này ra. Thì trong đây nó có một cái sợi dây con mắt độc này, chúng ta gỡ ra cũng được. Trong đây nó có hai con mắt độc luôn. Nếu mà các anh chị á, là chúng ta chỉ cần lấy cái bộ phận này ra thì chúng ta cứ để dây bình thường là mất công chúng ta ráp lại, chúng ta thấy khó khăn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở hai cái con bánh xe này ra đi. Ở đây nó có một cái lò xo. Ở đây nó có một cái lò xo này, chúng ta lấy ra luôn. Ở
tiếp tục phía bên đây nè, nó có hai cái khoe nhỏ. Các anh chị lấy cái khoe này ra nha, lấy một cái khoe này ra nè. Các anh chị cẩn thận là mấy cái khoe này khi mà chúng ta lấy ra thì chúng ta phải giữ nha, không thôi là nó sẽ bị bay. Đây, cái khoe chỗ này chúng ta lấy ra và chúng ta rút cái phốt này ra luôn. Và phía bên đây nó cũng vậy nè. Phía bên đây anh chị cũng thấy nó sẽ có một cái phốt nha. À, nó cũng có một cái khoe để giữ cái phốt lại. Chúng ta cũng tháo ra luôn. Chị cẩn thận, với nhiều lúc cái cây này nó nhọn, nó chọt nó sức tay luôn á. Phiền rất là nhỏ, rồi chúng ta sẽ lấy cái phốt. Đây, đến bây giờ rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ đẩy được cái cây này ra nha. Chúng ta sẽ đẩy cái cây này ra và chúng ta sẽ lấy cái phần này ra. Chúng ta lấy cái phần này ra rồi chúng ta bỏ vào. Còn cái phần này ha, còn cái phần này đây nè, ở phía đây đấy không, nó cũng có một cái lò xo nữa. Các anh chị cẩn thận này, có chuyện nó bay mất cái lò xo này thì chúng ta có thể tháo ra. Chúng ta rút cái cây này ra nè. Bây giờ chúng ta rút cái cây này ra rồi thì ở phía trong cái phần của cái này, các anh chị đẩy nhẹ ra, chúng ta tháo cái lò xo ra. Và phía trong cái phần này nè, nó vẫn có một cái bạc đạn nữa. Rồi coi như là mình đã tháo xong cái bộ phận của cái cụm nhông, ha, cái cụm nhông và cái nhông một chiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ngâm xăng ha. Các anh chị mua xăng về các anh chị ngâm ha. Thì các anh chị ngâm xăng vào khoảng nửa tiếng. Những cái bộ phận nào mà chúng ta cần ngâm xăng thì chúng ta lấy ra chúng ta ngâm. Đây, chúng ta 1 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 và 6 con. Đây là con nhông một chiều. À, đây là con nhông một chiều là 6 con. Rồi như vậy chúng ta sẽ ngâm. Chúng ta ngâm trong vòng nửa tiếng và sau đó các anh chị và các bạn á, lấy cái vòi xịt, chúng ta xịt. Mà cái vòi xịt này như nãy mình đã nói, nếu mà tốt nhất các anh chị là mình lấy cái vòi hơi xịt. Chúng ta sử dụng có thể là ra ngay chỗ những cái chỗ rửa xe hay là cái gì đó, chúng ta sẽ chúng ta xịt và chúng ta sẽ trả lại tiền hơi với tiền điện ha. Rồi đó là cái khâu của phần mở ra, coi như là chúng ta xong. Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong được phần mở, bây giờ chúng ta là ngâm và chúng ta sẽ ráp lại thôi ha. Thì các bạn ngâm, các bạn bỏ vào ha, xăng bỏ vào thì chúng ta khi mà chúng ta bỏ vào chúng ta nên lắc vậy này. Để cho một số cái bọn, nếu mà nó đóng trong đó thì nó cũng có được một cái tác động để nó bung ra. Lắc rồi. Sau khi chúng ta ngâm xong nửa tiếng thì chúng ta lấy ra, chúng ta để cho nó ráo, rồi sau đó chúng ta xịt bụi. Thì các anh chị thấy là đây là toàn là nhông một chiều. Trong đây nè, trên cái con nhông nó có cái mũi tên này, nó có một chiều thôi. Thì các anh chị bỏ vào cái cây á, khi mà các anh chị quay ở chiều ngược thì nó sẽ cứng, nhưng mà ở với chiều thuận thì chúng ta sẽ quay được. Còn đối với chiều ngược thì nó sẽ bị cứng đây. Do đó là đây là toàn là các con nhông một chiều không, để nó lấy giấy lên nè. Đây con nhông này cũng vậy, nhông hai tầng này cũng một chiều luôn ha. Rồi sau khi các anh chị để khô xong, các chị thổi nè thì nó sạch sẽ hết. Bây giờ chúng ta sẽ ráp lại. Tuy nhiên bây giờ nó đang có một cái mớ này. Vừa nãy nếu mà lúc đầu các anh chị mình nói ha, khi anh chị tháo ra thì các anh chị chụp hình lại, còn nếu không thì các anh chị phải, nếu mà các anh chị mà không nhớ cách lắp ráp vào thế nào thì các anh chị có thể là sử dụng, các anh chị coi lại cái bộ phận mình lúc mà mình chưa tháo cái bộ phận một cái cụm khác, chúng ta chưa tháo thì chúng ta coi ha. Thì đây nó chỉ có một cái, đó là ở trên cái bộ phận nhông trung gian này, nhông giữa này ha. Thì cái bộ phận đây khi chúng ta lắp rào rồi thì đối với những cái bộ nhông này thì cũng là đơn giản, chúng ta sẽ lắp theo đúng cái chiều thuận đó thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp vào. Thì đây trước tiên thì chúng ta sẽ lắp cái bộ phận nhông trung gian đây. Nếu các anh chị không, các anh chị mà không sợ vướng thì các anh chị cứ tháo này ra, nhưng mà mình đang làm biến, mình không có muốn tháo này ra nên mình để vậy luôn nha. Các anh chị cũng có thể tháo ra bình thường, không có gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái nhông trung gian là nhông ở giữa đây.
thì cái bộ phận này thì nó sẽ nằm như thế này nha. Đây khi chúng ta đưa vào thì ở phần hai con ốc này, cho nên nó có hai con ốc này thì nó sẽ nằm ở một cái bộ phận nhông, thì nó sẽ đưa xuống như thế này. Thì đưa xuống như thế này thì chúng ta sẽ coi nè, bây giờ chúng ta sẽ coi là cái đây, ở đây là nó có là một con nhông giữa thì nó sẽ đưa vào trong đây nha. Nếu như chỗ đây thì nó có sẽ có một cái phốt, chúng ta sẽ liên hệ, chúng ta sẽ tự chúng ta sẽ tìm ra được thôi. Nó sẽ có cái phốt như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phốt thì vào này, mình còn cái phốt nha. Lại rồi, cái phố thì nó như thế này, như thế này. Khi mà ráp lại các chị không nhớ chỗ nào thì các chị cứ coi lại cái bộ phận chúng ta vừa ấy đó, chúng ta vừa ra, chúng ta có một cụm mẫu như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi ha. Chúng coi thì đây cái cụm này thì nó sẽ đưa vào trong đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái giờ nó được sẽ đưa như vậy, thì cái này nó sẽ đưa vào trong cái phần này thì nó có một cái phốt đồng, chúng ta đưa vào rồi. Đây. Đó nó như thế này ha. Chuyển thế này nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái phốt vào, thì cái này nó nằm sẽ nằm như thế này. Đấy. Đó. Cái này nó sẽ nằm như thế này ha. Rồi chúng ta mới đầu sẽ đưa, chúng ta sẽ đưa vào này. Chúng ta gỡ này ra này. Chúng ta đưa chiều cái này thì nó đưa, nó đánh vào con sensor này. Thì chúng ta sẽ đưa cái này vào. Đây, chúng ta đưa cái này vào ở trong cái lỗ này trước, sau đó chúng ta sẽ đưa cái này qua. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đưa cái phốt này vào. Cái này là nó hơi khó nha các chị nha. Bây giờ ở đây nè, ở đây các anh chị thấy nè, nó sẽ có một cái phốt này nó chặn, cái phốt này nó chặn đúng không? Ở đây nó còn có một cái phốt nữa này, nó có một cái phốt nè, chúng ta sẽ đưa vào cái phốt này vào. Rồi.
cái phốt này nó, cái chốt này nó sẽ có một cái chốt. Bây giờ chúng ta sẽ chặn cái chốt này trước. Đây nè, các chị đưa nè. Thì cái này nó nằm sẽ nằm trên đây nè. Chúng ta sẽ chặn cái chốt này trước để cho nó khỏi chạy. Cái này là cái chốt nhỏ. Chúng ta sử dụng chúng ta gắn cái chốt này vào cho nó khỏi khỏi chạy lung tung nha. Đây thì chúng ta sẽ gắn cái chốt nè. Rồi cái chốt này vào thì cái chốt này đây nó có cái phốt thì chúng đây nè, nó nằm trên đây thì cái cò nó sẽ như thế này, đây nè, đây cái phần này nó sẽ đánh trên phần này, rồi đây nó có một cái chốt nhỏ nữa, ta sẽ gắn cái chốt này vào trong đầu luôn. Cho chúng ta sẽ gắn thêm cái chốt này vào nha. Như vậy là xong phần này. Bây giờ phần này nó sẽ có một cái lò xo dưới đây nữa thì mình sẽ gắn cái lò xo mình bỏ vào đây nè. Chúng ta sẽ đưa cái phần ấy là đưa cái lò xo vào đây, rồi sau đó chúng ta sẽ kéo xuống đây đó, thì chúng ta đã đưa được cái lò xo vào nè ha. Đó thì nó sẽ giữ như này. Thì ở phần này thì coi như đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào thôi. Sorry các bạn, hồi nãy mình quên mình gắn cái con chốt cái nhông một chiều ở trong đây vào nè. Vì nãy khi mình lắp ra mình thấy nó hơi hở chỗ này ha. Nên là khi làm cái gì cũng vậy, các chị cứ làm rồi xong, nếu các chị thấy mà chúng ta có gì đó ráp mà nó sai hoặc là thiếu gì đó thì chúng ta coi lại thôi. Thì mình đâu phải là thợ nghiệp dư đâu, nhưng mà mình làm được thì khi mà mình đỡ tốn hơn mình kêu thợ rồi về ha, mình cứ làm. Còn nếu mà mình cứ mở ra mình sẽ đây trong này là nó có cái đây mình sẽ gắn với nhau một chiều, mình tháo ra cũng được. Chúng ta sẽ gắn cái nhau một chiều này vào như thế này, cái nhau một chiều thì nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta tạm thời đưa cái nhau một chiều vào đây, rồi sau đó các anh chị đưa cái phần đen này ra này, chúng ta gỡ ra lại. Rồi chúng ta đưa vào. Làm sao làm cái đen này nó phải nằm chồng ở trên cái chỗ cái phần này nè. Đó, rồi chúng ta đẩy cây này vào. Nếu không ấy thì cây này rút lò xo ra nha. Chúng ta đẩy ra. Đó, bây giờ cái này nó đã cố định rồi nè. Rồi. Chúng ta sẽ đưa lại cái phốt này vào đây. Sau đó chúng ta sẽ chặn lại mấy cái chốt nhỏ. Đây, tiếp tục chúng ta chặn lại cái chốt này nha. Vậy thì bớt tới khúc chỗ này các bạn sẽ chú ý nè. Thứ nhất khi chị để vậy
thì chúng ta sẽ chặn cái chốt này, nhưng mà cái miếng đen này nè nó sẽ nằm ở dưới cái miếng cái này, thì chúng ta sẽ bóp nó có cái hiện tượng này nè. Rồi bây giờ cái này sẽ đưa qua đây, đưa qua đây cho mình coi lại nè. Thì đây nó sẽ như thế này ha. Cái này nó cái chốt này nè nó sẽ nằm cắn trên đây, cắn phần này. Thì chập nữa ở đây nó sẽ có một cái lò xo nữa, nó có một cái lò xo nữa nha, có một cái lò xo nữa nó sẽ gắn ở đây chốt này. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái con cái phốt này vào. Đưa cái phốt này vào rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái chốt nhỏ này vào, đẩy chốt nhỏ này vào lại. Chốt nhỏ đây. Rồi coi như thằng này là xong rồi. Rồi bây giờ ở đây nó có một cái lò xo nữa, mình sẽ lấy cái lò xo đây, cái lò xo đây, cái lò xo đây thì mình sẽ móc ở dưới đây, đây nè. Cái lỗ này ha, mình sẽ móc cái lỗ chứ trong cái lỗ này, rồi sau đó chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta kéo lên, chúng ta đưa qua cái bộ phận móc này. Rồi thì vậy là xong cái bộ phận lò xo. Thì bạn đi coi thứ lò xo đúng chưa. Rồi ok nè, đây rồi, đây nhau một chiều. Rồi như vậy là cái phần này đã xong ổn định này. Bây giờ chúng ta lắp vào nè. Thì ráp vào chỗ đây nó sẽ có cái phần khuyết này, phần dư ra ha, đây nó sẽ có cái phần dư ra thế này, chúng ta sẽ đưa vào như thế này nè. Đưa cái phốt này, chúng ta sẽ đưa phốt xéo này xuống nè, đưa phốt xéo này xuống. Và trước khi đưa vào thì mình khuyên các bạn là nên vệ sinh cái con mắt độc này luôn. Chúng ta sẽ lấy bông gọn. Đưa vào đây chúng ta lao luôn hai mắt đọc được con xe xo này. Rồi đó, thì sẽ đưa vào như thế này, xéo vào. Rồi sau đó chúng ta đẩy vào này. Rồi chúng ta canh sao cho nó đúng hết mấy cái con chốt như thế này. Rồi chúng ta chặn lại. Vậy là chúng ta đã xong cái phần vệ sinh, tháo cái cụm này ra và cái chồng vệ sinh cái con nhông một chiều của cao su trung gian ha. Rồi chúng ta lắp vào. Rồi thì nó hơi khó khăn chút cái chỗ lúc hồi nãy là mình biết là lắp cái nào trước cái nào sau trong cái cụm này ha, nên là nó hơi lâu. Nếu mà các bạn đã làm một lần rồi thì mình nghĩ là nếu lần sau mình mở lại thì rất là nhanh thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa mấy con nhông này vào nữa là xong. Thì cái con nhông này nó cũng đơn giản thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại thử là cái bộ nhông này, cái bộ nhông này nè, đúng không? Thì đây, ở đây nó có một cái con nhông lớn, nhông lớn nó nằm trên đây, bộ phận này nó nằm cục này, nhông lớn, nhông hai tầng. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ từ vào đó. Đó là cái cách mà mình làm ở đây nè. Các bạn sẽ thấy cái con nhông này nó sẽ nằm trên đây. Đây, con nhông này nó sẽ nằm trên đây nè, một con ha. Rồi con này là con nhông thứ hai, con nhông thứ hai đây là nhông hai tầng, con nhông hai tầng nó sẽ nằm dưới đây. Đây con nhông hai tầng nó nằm trên đây. Còn con nhông này đó là cái con nhông
của bộ phận giữ cái dây cu ro này. Thì do đó chúng ta sẽ đưa vào đây ha. Đưa vào đây. Như vậy thì công nhông này nó sẽ tiếp tục là nó sẽ đưa vào đây nè. Đây nè, nó đưa vào đây để nó giữ lại cái bộ phận cái bộ phận này luôn. Thì do đó chúng ta sẽ đưa cái dây cu ro vào luôn này. Nè, chúng ta đưa dây cu ro vào này. Ở đây nó là nhông chữ D, do đó là chúng ta sẽ theo cái trục thuận chiều chữ D của nó. Nè, chúng ta đưa thuận chiều chữ D của nó nè, chúng ta đưa vào nè, rồi khớp nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa thầy vào và chúng ta sẽ đưa. Nè, các chị sẽ gắn cái dây cu ro này vào thì nó chung đơn giản nè. Cái này là đơn giản rồi, đúng không? Rồi, đây chúng ta gắn cái dây cu ro này vào rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ gắn cái con nhông. Bây giờ chúng ta sẽ có một con nhông lớn thì chắc chắn nó sẽ nằm ở dưới đây. Cái bộ nhông cũ. Thứ nhất có một con nhông đã nằm dưới đây rồi. Ha. Thấy nè. Đúng chưa? Đây nhông này, nhông này. Nhông hai tầng. Nhông phốt nè. Mình gắn lộn nhông hai tầng. Tức là con nhông này nó sẽ nằm ở trong. Cho đó mình sẽ gắn lộn con nhông hai tầng này, mình sẽ tháo ra lại. Rồi, đó là cái cách mà để chúng ta làm ha. Đây con nhông hai tầng này nó sẽ nằm trên đây mới đúng. Nó sẽ nằm ở đây để nó lấy cái bộ phận này, còn con nhông này nó sẽ được đưa vào đây nè. Anh chị sẽ thấy rất cái chị coi lại cái bộ phận này ha, nó sẽ được đưa vào trước nè. Sẽ được đưa vào nhông hai tầng. Tiếp đến đây là con nhông này nó sẽ được đặt vào trong đây nè. Một con nè. Tiếp đến là con nhông này. Con này sẽ được đặt vào nè. Nó sẽ được đặt. Sẽ được đặt vào nè. Tiếp đến là con nhông này. Nó sẽ được nằm ở ngoài để nó giữ ba con này. Rồi. Xong nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vào. Rồi. Bây giờ chúng ta đây nó có một chốt, chúng ta sẽ đóng một chốt này lại. Đây là con chốt lớn thì do đó chúng ta sẽ đóng con chốt lớn này vào ha. Rồi, tiếp đến chúng ta có một con chốt nhỏ chúng ta để giữ cố định của cái bên này là. Nhưng mà cái con chốt này khi mà cạy ra nó hơi bự á, nó hơi giãn ra thì các anh chị dùng cái kìa chúng ta bóp nhỏ lại xíu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa này vào và chúng ta sẽ gài lại. Rồi bây giờ đến phiên cái phần cuối cùng đó là cái phần nắp này. Thì nắp này chúng ta đưa vào thôi. Ở dưới đây phần dưới này ha. Đó bây giờ chúng ta sẽ coi nha. Đó chúng ta coi sao cho khớp. Đây bây giờ nó đã khớp rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn ở đây nó còn một con ốc nữa, mình không biết chỗ nào nữa. Phan từ từ, nó còn một con ốc nữa nha. Bây giờ mình sẽ coi lại cái phần này nó nằm chỗ nào nè. Tại vì các bạn biết là nó rất là nhiều bộ phận nên là mình sẽ khi mà mình làm mình sẽ coi thử nó nằm chỗ nào. À đây, tức là nó nằm trên bộ phận này. Nó nằm trên bộ phận này thì mình không biết có tác dụng gì, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ bảo vệ cái phần trên này. Đó, do đó nó sẽ nằm như thế này. Chúng ta sẽ bỏ như thế này, nó nằm ngoài, nó như thế này. Chúng ta bỏ vào ha. Ok.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố định trước cái phần ốc này bên đây đi. Sẽ bảo vệ cái phần của nhông bên đây. Rồi bây giờ tiếp tục xây dựng nó thành nữa. Rồi một ốc cuối cùng. Con ốc cuối cùng này nó sẽ nằm ở sau cái miếng thép này. Thì đó mình sẽ nơi cái miếng thép này ra một chút. Nó nằm ngoài miếng thép này. Nằm ngoài miếng thép này nè. Rồi bây giờ ta sẽ dán lại cái miếng thép này lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lại cái dây thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong tháo lắp và vệ sinh cái bộ nhông một chiều của cái cụm giấy thay tay của cái cụm lấy giấy. Thì nó có một số cái lưu ý như thế này. Thứ nhất là khi mà các anh chị lắp vào thì các anh chị sẽ coi là cái mặt ngoài đây nè, cái mặt ngoài nó có ghi dòng chữ của cái nhông thì các anh chị đưa ra phía ngoài hết ha. Nhông nào cũng vậy, đưa ra phía ngoài hết. Và trong quá trình ráp thì khi mà thổi thì các anh chị nên sử dụng máy hơi mạnh, chúng ta thổi xịt ha, thì nó ra. Rồi chúng ta vệ sinh hết những cái con mắt độc và chúng ta sẽ thổi bụi hết cái phần này. Trong quá trình mình làm chúng ta sẽ thổi bụi hết. Thì khi mà các anh chị mà nó khi mà các anh chị quên không biết cái nào lắp vào thì các anh chị cứ tháo tiếp cái bộ phận không cụm lấy giấy ở cái khay dưới đây là chúng ta làm mẫu cho chúng ta để chúng ta coi. Nên các chị nãy thấy mình cũng hơi cái phần lúng túng là ngay chỗ cái bộ phận đen đen này nè. Tức là mình đang xử lý con nhông này ha, con nhông một chiều này. Tại vì mình cũng không biết là khi mình đưa vào thì nó sẽ lủng củng cái nào đưa trước, nào đưa sau. Tuy nhiên là trong quá trình ráp rồi thì khi các bạn xem hết video này, mình nghĩ chắc chắn các bạn cũng sẽ tháo lắp dễ dàng cái bộ phận cụm này để chúng ta vệ sinh, chúng ta phục vụ cho công việc của mình ha. Rồi chắc có lẽ là video của mình tới đây là kết thúc. Nếu mà tất cả các anh chị còn những cái thắc mắc gì nữa ở cái cụm này thì các anh chị cứ để comment ở phía dưới, mình sẽ tiếp tục mình nghiên cứu, và nếu mà có những cái gì hay ho mới thì mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn. Hy vọng video này nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên bấm like và share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các chị nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đô Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách. Bye bye.